Chị Quy chụp thôi. Sau khi kết thúc cái trao giải này thì mọi người sẽ biết được ai đã đạt được bóng vàng mẹ. Vậy thì em nhìn lại năm 2021 thì Đức thấy là cái sự lên thể hiện của mình ở trong năm vừa qua như thế nào?